Ok. Hello everybody, xin chào mọi người. Ngày hôm nay tôi là mục sư truyền giáo Xuân Bách, có dịp đến quận Cam Orange County, California. Hôm nay được có một người chị em là con cái Chúa ở tại quận Cam là chị Hồng, có tấm lòng yêu thương những người đang ở trong cái con gọi là tập khảm cuộc đời. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến Hospice, là một cái tổ chức ở nơi này là có những người họ đang nằm để chờ chết. Họ là những người rất là đáng thương. Họ bị bệnh rất là nặng và nhà thương đã trả về, bác sĩ đã chê rồi. Và ở gia đình họ không có điều kiện chăm sóc, cho nên là họ nằm ở đây và đây là cái cửa cuối cùng. Họ ở đây cho đến khi họ chết. Và giờ phút này Chúa cảm động tôi và đặc biệt là Chúa cảm động chị Hậu. Chúng tôi sẽ đến để thăm viếng những người này và hy vọng Chúa sẽ cứu họ cơ hội cuối cùng ở đây. Xin quý vị hãy cùng thay cho tôi. Xin Chúa xưng dầu cho mỗi người tôi để ngày hôm nay Chúa sẽ cứu nhiều linh hồn.